Thưa quý vị, cô bác, anh chị, bữa nay chúng ta thử đi phóng sanh 5 giờ sáng nha. Cái con cún mà nó bị ăn trúng bả đó, nó vẫn chưa khỏe, mắt nó vẫn nhìn ra xa xăm, đòi đi xuống sông. Coi kìa, bị ăn trúng bả mà đi phóng sanh là đòi theo vậy đó. Đứa nào cũng vậy, nôn đam mê phóng sanh. Và bây giờ chó nhà em đã tăng lên thêm 2 con nữa, là có con này nó không ở nhà người ta nữa, nó về với con đằng kia. Bây giờ là nhà 12 con chó, thêm thằng này nữa 13. Cái dàn diễn viên đi phóng sanh nó tăng quá. Rồi lên. Diễn viên tăng lên quá, cũng không ngờ luôn. Tụi nó ra đường nó chạy như điên. Rồi con kia chạy theo nữa. Không có được ăn bậy nghe chưa, ăn bậy là tiêu chảy đó. Trời ơi. Hôm nay mình phóng sanh giờ này, có thể ngày mai mình sẽ phóng sanh 1-2 giờ sáng luôn á quý vị. Do con nước nó xoay nên quý vị phóng sanh 365 ngày với em sẽ thấy có khi chúng ta phóng sanh rất khuya, giờ nào chúng ta cũng phóng sanh. Ê học trò, vô rừng đợi đi, tôi qua lấy cá. Hôm nay là người ta bắt cá lúc 1 giờ sáng, nhưng mà 1 giờ là em phải ngủ lúc 6-7 giờ đó, để mới dậy 1 giờ được. Mà có ba má em còn ở đó, em không có ngủ sớm được, em phải sinh hoạt theo kiểu gia đình. Bởi vì làm cái việc này á, thì mình cứu chúng sanh trong biển khổ, nên mình phải ngủ sớm. Sau 6 giờ tối là bắt đầu phải ngủ rồi, để luôn luôn dậy sớm và làm được nhiều việc hơn. Nên cái này á, không có lấy vợ chồng được luôn á. Cái gì mình mà vướng vô tình cảm gia đình rồi mình không có làm được cái việc này đó. Thằng nhiều chuyện này nó đi theo luôn mà. Nhưng mà giờ này thì nó đi theo được. Nó như con chuột vậy. Coi nào, nhiều chuyện nghe chưa. Đó. Cái con chó bị ăn trúng bả thì cái lỗ đít của nó đã tụt vô lại rồi, em chườm đá cho nó đó. Đấy.
tụi này nó có một niềm đam mê đi phóng sanh. Đấy. Đấy. Tùy tùy nó gì đam mê phóng sanh mà nó đi với em đến tận chân trời góc biển nó cũng chịu. Đó. Vô nhà người ta cướp cá luôn nè. 1 giờ có cá rồi mà không lấy, 5 giờ mới lấy nổi. Tại tối 12 giờ ngủ ha. Tối này hả, 10, 11 giờ mới được ngủ. Cứ thẳng tiếng ha tụi con. Hôm nay là này nó đi vô tận nơi để nó lụm cá luôn mới dữ chứ. Thằng rái cá ti ti nè. Móc vô gì vậy ta? Ôi giời ơi. Cái này cái cửa mở ra từ đâu vậy? Mở ra từ đây nè ti ti. Nó còn bị khóa trong nữa ti ti ơi. Khóa trong. Trời tiêu giống ăn trộm quá. Trời tiêu giống ăn trộm quá mấy đệ tử ơi. Ok. Khả năng chuyên nghiệp không? Người ta ngủ hết mình vô mình cướp cá. Hai mấy đệ tử này là mấy đứa trung thành nhất. Nó đi theo em tận nơi. Nè. Vô tận nơi chôm tận cá luôn. Rồi ơi mấy nhỏ thở oxy rồi. Dạ đứa nào cũng sống ổn hết nha. 100.000 mùng 10. Đây có bạch tuộc, có tôm. Mấy tôm mắt nó đỏ lên, có mấy con cúm. Cái này có con gì vậy? Ghê quá vậy. Mấy con tép. Con tép hả? Mấy con tép chết muốn hết rồi. Nhưng mà đây nha. Thật ra 100.000 là như đây là cũng nhiều lắm rồi. Đúng không quý vị nè. Cá bóng sao nè. Đó. Giờ mình coi đi. Nó còn sống hết nha. Có một con hải xà nữa nè. Đây hải xà nè. Mọi người thấy kỹ không? Hải xà đúng không? Con dài dài đang nằm nè. Rồi. Mấy con tép ở đây. Rồi. Ok. Nó thằng đệ tử của tôi luôn rồi. Rồi bật chế độ chêm đồ lên chạy nha. Bật chế độ giải cứu động vật lên nè. Đấy. Ôi. Có cái thùng nào để lấy cá không? Bây giờ em lấy cá nha mọi người. Rồi tắt đèn để làm nhiệm vụ cho.